Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy, các cô, các anh chị và toàn thể các bạn. Tôi xin phép trình bày một đôi nét về cái điều trị giãn phế quản ổn định và vai trò của macrolide. Thông thường thì một bệnh nhân giãn phế quản đến với chúng ta chủ yếu là đến vào đợt cấp. Thế sau khi điều trị đợt cấp xong thì nhìn chung là chúng ta cho về. Hầu hết các bác sĩ khi cho về thì nếu như mà tốt thì thông thường sẽ hướng dẫn các bệnh nhân tiêm vaccine phòng cúm và phòng phế cầu. Tuy nhiên thì cũng có nhiều những cái trường hợp khác nữa mà chúng ta đôi khi chúng ta bỏ sót cái điều trị cho bệnh nhân. Vậy thì hôm nay chúng ta nhìn với nhau một đôi nét về cái điều trị những cái trường hợp mà sau khi chúng ta điều trị hết đợt cấp, về cái định nghĩa và cái phân loại của giãn phế quản thì tôi không trình bày nữa. Thế điều trị giãn phế quản ổn định thì chúng ta lưu ý mấy cái vấn đề. Thứ nhất là cái căn nguyên gây ra giãn phế quản, các cái điều trị liên quan đến dự phòng đợt cấp, một số những cái vấn đề khác và vấn đề phục hồi chức năng. Để xác định cái căn nguyên giãn phế quản thì thông thường bao giờ chúng ta cũng phải tiến hành một số những cái thăm dò. Và đối với những cái chuyên gia hô hấp thì khi một bệnh nhân đã được chẩn đoán giãn phế quản thì bắt buộc phải chỉ định soi phế quản ở những cái lần đầu tiên. Nếu chúng ta không chỉ định soi phế quản, chắc chắn chúng ta có thể sẽ bỏ sót một số những cái trường hợp. Tôi nói ví dụ những cái trường hợp giãn phế quản do hít phải dị vật, những cái trường hợp giãn phế quản mà do u gây tắc nghẽn rồi sau đó có thể có những cái giãn phế quản khu trú. Thế hoặc là những cái trường hợp tắc đờm, một số những cái trường hợp khác nữa mà có thể do những cái căn nguyên vi sinh, tôi nói ví dụ như mycobacteria không điển hình hoặc là những cái giãn, những cái hẹp phế quản mà hậu quả của lao chẳng hạn thế. Thế thì chính vì thế nên đối với những bệnh nhân giãn phế quản mà ở lần đầu tiên được chẩn đoán thì bắt buộc chúng ta phải chỉ định soi phế quản. Bên cạnh đó chúng ta còn một số những cái cận lâm sàng khác nữa mà chúng ta phải làm, tôi nói ví dụ chụp các lớp vi tính như bài của thầy Trung vừa mới trình bày cho chúng ta. Thế rồi thì một số những cái xét nghiệm mà liên quan đến các cái định lượng miễn dịch trong những cái trường hợp mà giãn phế quản, cái số lần tái phát, cái số lần nhiễm trùng, cái đợt cấp nó nhiều, nó cứ tái đi tái lại thường xuyên chẳng hạn đấy. Này, đây là một số những cái mà cái căn nguyên, các cái đặc điểm bệnh sinh và những cái thăm dò cần thiết chúng ta làm để tìm cái nguyên nhân của giãn phế quản, vân vân. Thế thì khi chúng ta xác định được, chúng ta có được chẩn đoán giãn phế quản rồi, chẩn đoán xác định giãn phế quản rồi, chúng ta xác định được một số những cái bệnh lý đi kèm thì bắt buộc chúng ta phải điều trị. Tôi nói ví dụ như các cái bệnh lý nhiễm mycobacteria không điển hình, cái này thông thường hiện tại chúng ta bỏ sót khá nhiều. Cái tỷ lệ nhiễm mycobacteria không điển hình trong cộng đồng nó đâu đó chừng khoảng 5 đến 6 trường hợp trong 100.000 người, tức là cũng chiếm chừng khoảng bằng 1/10 số lao hiện tại của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại đang bỏ sót cái này. Thế rồi những cái trường hợp mà nhiễm mycobacteria tuberculosis, những cái trường hợp các cái thiếu hụt globulin miễn dịch nguyên phát, hoặc là các cái bệnh lý như trào ngực nặng, những cái chứng khó nuốt vân vân, hoặc là chẳng hạn như là cái aspergillus phổi phế quản dị ứng, hoặc là những cái trường hợp nhiễm sụn. Thế thì chúng ta tiến hành điều trị và các cái điều trị đều nhằm mục tiêu chủ yếu là ngăn ngừa các cái tổn thương mà tổn thương nặng thêm. Bên cạnh đó thì chúng ta dự phòng cái đợt cấp, bởi vì chúng ta biết với tất cả những cái đợt cấp của giãn phế quản thì đều làm gia tăng cái nhập viện, giảm chất lượng cuộc sống và gia tăng cái tỷ lệ tử vong. Về vai trò của macrolide trong điều trị dự phòng đợt cấp thì chúng ta cũng có một số những nghiên cứu trên lâm sàng, chẳng hạn ở đây là nghiên cứu về Embrace trên 141 bệnh nhân có các đợt cấp, ít nhất một đợt cấp của giãn phế quản trong năm trước, chia ngẫu nhiên dùng azithromycin hoặc là placebo, và kết quả của nghiên cứu cho thấy là azithromycin giúp giảm đáng kể các cái đợt cấp của giãn phế quản so với placebo và không ghi nhận cái sự khác biệt về chức năng thông khí phổi cũng như là điểm cái chất lượng cuộc sống. Một nghiên cứu khác, đây là nghiên cứu Best trên 83 bệnh nhân giãn phế quản có từ 2 đợt cấp trong năm trước trở lên, chia làm hai nhóm, nhóm dùng placebo và sau đó một cái nhóm khác là dùng azithromycin. Thì ghi nhận là có giảm cái tần suất đợt cấp, nhưng bên cạnh đó thì cũng đi kèm với nó, đấy là 88% số chủng vi khuẩn cư trú thì có kháng azithromycin. Như vậy chúng ta có được một cái hiệu quả, đấy là giảm tần suất đợt cấp, nhưng chúng ta đối mặt một cái nguy cơ, đấy là gia tăng cái tỷ lệ kháng đối với các cái macrolide. Một nghiên cứu khác là nghiên cứu PLES trên 117 bệnh nhân giãn phế quản có từ 2 đợt cấp trong năm trước trở lên và cũng chia làm hai nhóm, nhóm dùng erythromycin và nhóm placebo. Thế thì kết quả cho thấy là nhóm dùng erythromycin thì giảm rõ rệt các cái tần suất đợt cấp, thể tích đờm giảm, tốc độ giảm FEV1 so với cái nhóm chứng cũng giảm một cách rõ rệt. Những nghiên cứu theo dõi tiếp 44 bệnh nhân ở nhóm dùng erythromycin thì nhận thấy là tần suất đợt cấp giảm nhưng lại tăng cái tỷ lệ các cái phế cầu vùng hầu họng kháng macrolide. Thì cái điều này cũng là cái điều mà chúng ta cũng băn khoăn từ lâu rồi. Thì các nghiên cứu chỉ cho chúng ta thấy rõ cái kết quả thôi.
Tuy nhiên chúng ta cũng không phải quá lo ngại về cái erythromycin kháng macrolide, bởi vì cái nghiên cứu ANSOS từ năm 2014 đã cho chúng ta thấy là 92,1% phế cầu ở Việt Nam đã kháng mất erythromycin rồi. Đấy. Như vậy kết luận về việc dùng macrolide là giúp giảm tần suất các đợt cấp nhưng lại làm tăng tần suất kháng các cái macrolide, thì đây cũng là cái để chúng ta có thể cân nhắc. Và Hội hô hấp châu Âu, dựa trên những cái dữ liệu thì Hội hô hấp châu Âu đã đưa ra cái khuyến cáo về việc dùng macrolide trong dự phòng đợt cấp giãn phế quản. Thì đối với các cái bệnh nhân giãn phế quản, nếu không nhiễm trực khuẩn màu xanh thì sau đó dùng macrolide. Nếu trong trường hợp mà có nhiễm trực khuẩn màu xanh nhưng mà không dùng được kháng sinh đường hít thì cũng dùng macrolide. Đấy. Và dùng macrolide là dùng ở đây là dùng liều thấp hàng ngày hoặc 3 lần trên tuần thì giúp giảm cái biofilm của các cái chủng vi sinh gây bệnh. Về vai trò kháng sinh đường hít trong giãn phế quản thì chúng ta chúng ta có các kháng sinh dạng hít như topramycin, atrelonam hoặc colistin. Thì những cái kháng sinh này chủ yếu được nghiên cứu nhiều trong những cái bệnh sơ nang phổi. Đấy. Trên các cái bệnh nhân giãn phế quản thì kháng sinh dạng hít thì giúp giảm mật độ các cái trực khuẩn màu xanh trong đờm, cải thiện FEV1 và giảm nhập viện. Như vậy thì kết luận là kháng sinh dạng hít có thể có vai trò trong những trường hợp giãn phế quản mà có nhiễm trực khuẩn màu xanh. Nhưng tuy nhiên thì đến thời điểm này, nếu như mà kháng sinh hít mà được FDA cấp phép sử dụng trong giãn phế quản thì chưa, chúng ta chủ yếu được cấp phép trong sử dụng trong cái bệnh sơ nang phổi là chính. Về vai trò loại trừ các cái chủng trực khuẩn màu xanh mới thì các nghiên cứu ngẫu nhiên trên 35 bệnh nhân nhiễm trực khuẩn màu xanh mới chia hai nhóm, nhóm tiêm tĩnh mạch ceftazidime hoặc là nhóm tiêm tĩnh mạch topramycin. Sau đó thì khí dung topramycin 300mg 2 lần trên ngày hoặc là placebo trong 3 tháng, đánh giá lại kết quả sau 12 tháng bằng cái cấy đờm. Thì cho thấy là cái nhóm khí dung topramycin thì có 54% sạch trực khuẩn màu xanh, ít đợt cấp hơn, ít nhập viện hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là mới chỉ có 54% thôi, như vậy vẫn còn 46% là chưa sạch trực khuẩn màu xanh. Trong khi đó thì cái nhóm placebo thì cũng có 29% sạch được cái trực khuẩn màu xanh. Và nghiên cứu hồi cứu trên 30 bệnh nhân được điều trị diệt khuẩn với nhiều phác đồ khác nhau thì cũng chỉ có 54% sạch trực khuẩn màu xanh. Thì như vậy thì cái kết luận đưa ra đấy là điều trị diệt khuẩn không phải lúc nào cũng thành công ở những cái bệnh nhân giãn phế quản mà có nhiễm cái trực khuẩn màu xanh. Thế còn vai trò của điều trị kháng sinh ngắt quãng thì kháng sinh ngắt quãng không được chỉ định như điều trị thường quy cho giãn phế quản ổn định. Cái này thì chúng ta cũng có kết luận ở trong Up to Date 2019. Và kháng sinh nên được dành cho những cái trường hợp mà đợt cấp của giãn phế quản là chính thôi, các cái kháng sinh đường tĩnh mạch ấy, chứ còn không được khuyến cáo cho những cái điều trị dự phòng. Thế còn các cái thuốc long và loãng đờm thì sao? Chúng ta có vai trò của khí dung nước muối ưu trương. Chúng ta cũng nói nhiều tới cái khả năng mà khí dung nước muối ưu trương với cái vai trò làm loãng đờm cũng như là kích thích ho để làm sạch cái đường hô hấp. Thế thì vai trò thực sự có đáng được khuyến cáo trong các cái điều trị giãn phế quản hay không? Thì các nghiên cứu đưa ra là khí dung nước muối ưu trương 6-7% về cơ chế. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của khí dung 6% ở 40 bệnh nhân giãn phế quản chia hai nhóm là nhóm khí dung nước muối ưu trương và nhóm khí dung nước muối đẳng trương. Theo dõi 12 tháng thì thấy là không có sự khác biệt. Và như vậy thì cái đó cũng phù hợp với cái thực hành lâm sàng của chúng ta hiện tại bây giờ. Chủ yếu là chúng ta cho bệnh nhân ra viện với cái khuyến cáo đây là vũ dung ngực là chính. Chứ còn cũng không có, hầu như không có khuyến cáo gì liên quan đến việc khí dung nước muối ưu trương. Thế còn cái khí dung mannitol thì sao? Chúng ta cũng hy vọng là mannitol có thể có được cái hiệu quả làm loãng đờm rồi giúp tăng cái khả năng khạc đờm. Tuy nhiên các nghiên cứu đưa ra thì vai trò của khí dung mannitol cũng không đạt cái hiệu quả như mong muốn. Thế còn vai trò các thuốc long đờm thì các nghiên cứu về thuốc long đờm không cho thấy hiệu quả rõ rệt trên các bệnh sơ nang phổi cũng như là giãn phế quản. Chính vì vậy nên đến cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không có kê cái đơn mà điều trị các thuốc loãng đờm kéo dài ở những bệnh nhân giãn phế quản ổn định. Chúng ta có các cái biện pháp làm sạch đường thở thì bên này là kỹ thuật, ưu điểm cũng như nhược điểm tuy nhiên cũng có nhiều đấy. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn thấy là những cái biện pháp mà vỗ dung ngực với những cái ghế vỗ dung, cái ghế hoặc là hướng dẫn bệnh nhân cái tư thế vỗ dung thì vẫn đóng vai trò quan trọng. Một số những cái điều trị khác về thuốc giãn phế quản thì chúng ta chỉ định khi mà có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Còn những cái trường hợp mà không có rối loạn thông khí tắc nghẽn thì cũng không có chỉ định. Và thuốc sử dụng là giãn phế quản tác dụng ngắn thường là chúng ta áp dụng trong những đợt cấp và thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Về nghiên cứu thì ngẫu nhiên 12 tháng trên 40 bệnh nhân giãn phế quản có rối loạn thông khí tắc nghẽn thì chúng ta có nhóm dùng formoterol budesonide, nhóm dùng budesonide 1600mg trên ngày thì kết quả thì nhóm formoterol có cải thiện triệu chứng khó thở, ho, điểm xanh giọt và không gia tăng các cái biến cố bất lợi.
Thế còn vai trò của các cái thuốc kháng viêm thì chúng ta có corticoid toàn thân, corticoid đường hít. Thì nhìn chung thì các cái corticoid toàn thân và corticoid đường phun hít thì chỉ định chủ yếu trong những cái đợt cấp của giãn phế quản. Còn nếu như mà khi mà bệnh nhân ra viện mà không có rối loạn thông khí tắc nghẽn một cách rõ rệt thì cái vai trò của corticoid ra viện thì không có dùng corticoid toàn thân nữa. Chỉ có điều là cái corticoid đường phun hít thì chúng ta có cân nhắc dùng hay không. Thì nhìn chung với bệnh nhân giãn phế quản, khi bạn đã điều trị cái đợt cấp ổn định ra viện rồi thì cũng không có khuyến cáo sử dụng cái corticoid đường phun hít kéo dài. Về bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản xuất hiện trong 50% số các bệnh nhân giãn phế quản, chúng ta điều trị thì với cái ức chế H2 hoặc là ức chế bơm phổ thông. Thế còn vai trò của tiêm vaccine thì rất rõ ràng trong các cái điều trị giãn quản ổn định rồi. Chúng ta khuyến cáo dùng tiêm vaccine phòng cúm hàng năm và tiêm vaccine phòng phế cầu mỗi 4 năm một lần. Vai trò phục hồi chức năng phổi thì có hiệu quả với bệnh nhân giãn phế quản. Chúng ta nghiên cứu so sánh trên 3 bệnh nhân, nhóm tập phục hồi chức năng phổi cộng vỗ dung ngực và nhóm chỉ vỗ dung ngực đơn thuần. Thì kết quả là nhóm phục hồi chức năng phổi cộng vỗ dung ngực thì có cải thiện hơn về khả năng gắng sức và điểm chất lượng cuộc sống. Như vậy kết luận là tập phục hồi chức năng phổi thì luôn luôn là có giá trị ở những bệnh nhân giãn phế quản, đặc biệt là những trường hợp mà giãn phế quản trên nền COPD. Với vai trò của phẫu thuật thì loại bỏ phần phổi đã bị phá hủy một phần do u hoặc dị vật gây tắc bán phần, hoặc là giãn phế quản khu trú có nhiễm trùng tái phát thường xuyên, giãn phế quản khu trú 1 hoặc 2 thùy, hoặc những trường hợp ngập mủ trong lòng mà không đáp ứng với điều trị, những trường hợp ho máu không kiểm soát được, hoặc là chúng ta chỉ định cắt bỏ vùng phổi nhiễm trùng do MAC hoặc là những trường hợp lao đa kháng. Thế còn kiểm soát ho máu thì ho máu do giãn phế quản thường kèm theo tình trạng nhiễm trùng cấp tính gây tổn thương niêm mạc hoặc mạch máu. Về chẩn đoán và đánh giá thì thường cần chụp CT scan ngực nội soi phế quản trước. Các cái biện pháp điều trị khi xác định được vị trí chảy máu thì chúng ta có nút phế quản, nút động mạch phế quản, điều trị laser, điều trị điện đông hoặc là điều trị Acom plasma. Có thể cần phẫu thuật cấp cứu khi mà ho máu trên 600ml trên ngày và không kiểm soát được với các cái trị liệu khác. Về vai trò của đặt stent đường thở thì chỉ định cho những bệnh nhân có cái phình khí quản, chẳng hạn như cái hội chứng Munnekuhn, mà đặt stent thì giúp ổn định đường thở, giúp cải thiện làm sạch chất tiết đường thở cũng như là cải thiện các cái chức năng phổi. Về ghép phổi thì bây giờ Việt Nam cũng đang triển khai ghép phổi ở một số những cái bệnh viện rồi, thì chúng ta thường ghép hai phổi hoặc là ghép tim phổi cho những trường hợp mà giãn phế quản không xơ nang có tiên lượng. Giãn phế quản không xơ nang thì ghép phổi có tiên lượng tốt hơn là giãn phế quản ở những bệnh nhân xơ nang phổi. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy, các cô, các anh chị.